công việc ấy phải không? Thấy về lịch sử à? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy mặc Gap. Mặc trước áo. Mặc áo này thôi. Nãy giờ kiếm không thấy. Đứng bên này nãy giờ ngó không thấy không? Đổi nhau cho anh.
giờ giữa trên dòng họ mạc họ đem có hộ đi thì họ liên mạc mà. Bây giờ dòng họ còn liên lạc ấy không? Còn chứ anh. Họp mặt mỗi năm họ bình thường. Liên mạc bọn em là vẫn liên lạc bình thường. À. Từ trong Nghệ An đổ ra Bắc. Để tính ra là ông tổ à. Vâng, một 180 mấy năm. Phải không? 180 mấy năm rồi. Người ta bảo là trong vòng khoảng 300 năm rồi. 300 năm ông nào nó nói một câu. Ông nào hồi thời nhậm chức nói một câu là thời nhậm chức công bằng rồi mà 300 năm sau mà nhà mạc sẽ quy tụ về một nơi mà. Đúng, trong vòng 300 năm người ta sẽ đến bây giờ người ta thay đổi hội thành lập hội liên hiệp mạc mà. À. Tính ra cũng mười mấy đời hả? Nhiều chứ anh? 17-18 đời. Nhiều. Em đang hiện tại đang đời thứ 13 của ông tổ ở trong dòng họ thì em rồi. À. Còn chưa tính cái từ ông đời ông tổ mà lên đến được ông con đời ra đời thứ sáu con thứ sáu của ông Hoàng Đăng Dung. À. Lý Quốc Sư nhỉ? Lý Quốc Sư. Đây. Quên là bao nhiêu lý quốc sư ạ? 24C. Chỗ kế bên cái nhà thờ lại chút xíu.